Chào cả nhà nhá. Đây vợ cái cảnh lại đi quay cho anh em cây độc vừng đây. Cây độc vừng này khách hàng đã chốt nhá. Đó, đánh bầu rất tròn đẹp này. Đánh quả bầu xin nhá. Đó nhá. Độc vừng này dễ sống lắm. Chặt gốc còn sống, cắm cành còn sống. Cây độc vừng đã đánh xong. Đó, chuẩn bị anh em bó bầu. Đây đã giao lưu. Bán 1 tỷ rưỡi em đi. Cái này được cái củ ác nhỉ, củ to. Để chờ cho anh em khênh lên này. Không có không quế không? Đây nhà vườn cái cảnh đã chốt nhá, anh em nhá. Đó. Đã chốt xong. Chèo chuyển luôn. Đây anh đo em cái vành gốc. Anh đo em cái vành gốc. Gốc bao nhiêu? 85. 85. Rồi em vành thân. Vành thân. Đấy. 6 mấy? 65. Ở 65. Thắt thân hơn 2 mét. Thắt thân thì 3 mét. Thắt thân 2m8. Đến như chỗ đoạn kia 2m3. Cây này dễ sống mà. Cây này cắm cành sống. Là vườn bắt kịp cái cảnh nó chốt nhá các bác nhá. Cây lộc vừng rất đẹp luôn. Hoa đỏ, lộc vừng hoa đỏ. Già u cục này. Này. To. Hoa đỏ đẹp lắm. Rất kém đi.